Chào các bạn, chiều cuối tuần của mình đây các bạn. Đây, chiều nay mình hái dưa hằng xanh gì mà hằng mềm lắm các bạn ơi. Còn mà dưa khơ ria thì nó vàng rồi, mình mới hái mà nó ngọt lắm luôn á. Quá ngọt đi, trái nhiều lắm các bạn. Còn bên này hè bông đậu bắp nè. Ở đây thì bí đao, rau đắng. Trên giang con dưa nè các bạn nè, con dưa vậy là bị đau, nhưng mà chắc mình sẽ hái thêm một lần nữa là hết, là mình muốn phá giang đó các bạn. Mà phá chứ không phá nó cũng chết, mà phá con xanh thì sạch nha các bạn, mà phá vàng lần hằng dùng xuống là dơ lắm, hằng bể ngon lá ra các bạn nè. Con trái các bạn ơi, lá nó vùng ra là nó dơ lắm. Này, đây con trái này, trái vàng này. Mà mình hãy sọt lắm các bạn, nặng quá đi, quá nặng nè. Đây nè các bạn này, đây nè nè, nặng quá đi, thân không thảo làm sao mà hãy mà hết được này. Đây trái nó chín rồi nè. Đây, đây thì dưa gang đây các bạn nhé. Nắng mà đậu bắp nó đẹp lắm các bạn, tưới cũng giống như mấy cây khác mà nó lên ma mượt á. Chưa có năm nào mà nặng như năm đi, mình qua Mỹ cũng là 29 năm rồi nghe các bạn, nhưng mà mình chưa thấy năm nào mà nặng như năm đi. Quá nặng các bạn ơi. Thôi mình khoe về các bạn vậy thôi, mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Bye.